Rồi, hello anh em nha. Lên tiếp cho anh em hai cục máy cúp 50-86 đời cao, lửa bằng 6 cục nha anh em. Tình trạng là máy xin để xe kho Honda xe băng về. Máy mình bao như là máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao sóng, máy nổ nha anh em. Đó, máy này mình bán mỗi một cục này giá là 3,7 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu cứ alo mình. Đó, hai máy này máy đời cao, lửa bằng nha anh em. Đó, lửa bằng 6 cục. Cục lửa này còn len keng ha. Cốt nhôm tải thẳng băng. Những cái máy này đa số nó chạy rất là ít nha anh em ơi. Đó, con này mã đầu là ET5. Bao với anh em là máy nguyên zin nè, đầu nồi chưa rớt nè. Đầu còn cờ luôn nè, chưa đụng chạm gì hết nha. Đó, chỉ cục máy như hình, không nắp cá, không bình xăng gì hết. Nói chung là hình sao hàng vậy nha. Đó. Mỗi cục này anh bán giá là 3,7 triệu cục. Con này 86 đời cao, lốc nó kiểu như là màu xám xám hơn. Con này là cuối đời, của đời thấp, là ron vẫn còn ron đen, ống không hơi phía sau. Đó, lốc thì nó là màu bạc trắng. Đó, thì mình bán đồng giá hết nha anh em. Giá thì 3,7 triệu cục. Anh em nào xài thì cứ alo mình nha. Máy nè, đầu còn cờ đẹp hết ha. 3,7 triệu cục, bao nguyên zin, đầu nồi chưa rớt, bao máy sống, bao nổ cho anh em. Đó, máy nồi điện Nhật về. Đấy anh em ha. Vẫn là máy 86 nhưng mà cục này là cuối đời của lửa đầu chùa. Đó, còn lốc màu bạc. Con này là đời cao xíu thì lốc nó màu bạc xám, con này là bạc trắng nha anh em. Đó. Rồi, hai cục. Mỗi cục là giá 3,7 triệu. Anh em nào xài thì cứ alo mình, về gắn được cho tất cả các dòng xe cúp, đèn vuông, đèn tròn, cha ly đều được hết luôn nha anh em. Đó.